Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng nay ngày 10 tháng 8, thành phố Hà Nội thông báo người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay là hộ chiếu kèm theo giấy đi đường. Như vậy, so với quy định ban hành ngày 8 tháng 8, thành phố giảm bớt các loại giấy tờ bao gồm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với các cơ quan đơn vị đoàn thể tổ chức chính trị xã hội trung ương và thuộc hà nội đóng trên địa bàn thành phố người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu quy định về chống dịch tương tự lãnh đạo các tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động cấp giấy đi đường cho người lao động Tuy nhiên để giám sát và hậu kiểm khi cần thiết, thành phố yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường kèm theo phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo quy định phòng chống dịch gửi đến phường xã để được xác nhận. Thành phố nêu rõ, người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này. Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm xác nhận nhanh chóng thuận tiện theo hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện, đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở.